Đình Quang kính chào quý khán giả của người Việt TV Online. Sau đây là một điểm tin sáng thứ tư ngày 30 tháng 8 năm 2017. Thưa quý vị, tình trạng lũ lụt tại Houston sáng hôm nay thì được mô tả là nghiêm trọng hơn nữa bởi vì một cái đợt báo thứ hai của trận bão Harvey bắt đầu đổ bộ vào khu vực biên giới giữa Texas và Louisiana và theo tin tức cho biết là sẽ có thêm từ 3 cho tới 6 inch nước nữa đổ vào khu vực này vốn dĩ trong mấy ngày qua cái mực nước đã lúc dâng lên cao tới 50 inch tức là trên một thước. Hình ảnh của cái đài truyền hình cho thấy rằng những có những căn nhà nước ngập lên tới tận mái và những cái cột điện thì chỉ còn có một khúc như thế này thôi là người ta thấy nước đã chạm được tới cái bóng đèn ở trên cái cột điện cao. Sáng hôm nay thì thưa quý vị, tình hình bão tại Harvey đã đánh vào cái khu vực phía sau West, tức là phía tây nam của Louisiana và dự trù là sẽ kéo dài từ giờ cho tới cuối tuần. Louisiana hiện nay đã, đã gia tăng tất cả những biện pháp cấp cứu và từ tàu bè cho tới trực thăng và những chiếc sơ hơi lội nước để có thể cấp cứu kịp thời những người còn kẹt ở trong vùng mà bị nước dâng lên cao thị trưởng của một cái um, thị trấn uh, biển tên là Port Arthur là ông Derek Freeman sáng nay nói báo chí rằng toàn bộ cái thành phố uh, Port Arthur hiện nay đang chìm ở trong nước và ông đã ra lệnh cho tất cả mọi lực lượng cứu cấp là đáp ứng tất cả những cái lời kêu gọi của dân chúng khi mà cần cấp cứu. Thưa quý vị, uh, Port Arthur uh, nằm cách uh, Houston là vùng bị lũ lụt vào khoảng 90 dặm về phía tây ngày hôm qua thì tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân đã đi bằng chiếc Air Force One đáp xuống thành phố Corpus Christi, đó là thành phố mà bị trận bão Harvey đánh vào đầu tiên từ mấy ngày vừa qua. Ngay sau khi đặt chân xuống thì ông đã được thống đốc của tiểu bang Texas là Greg Abbott À, từng trình về tình hình lũ lụt ngay tại à, bộ chỉ huy và đồng thời ông à, thống đốc nói rằng ông mong là Tổng thống Donald Trump sẽ nhìn được tận mắt tất cả những cái sự tàn hủy mà Hà Vây đang gây ra cho cái khu vực bị lũ lụt tại tiểu bang Texas. À, tính cho tới sáng hôm nay thì đã có 15 người thiệt mạng vì lũ lụt, à, trong đó có một gia đình 6 người tất cả đã bị chết bởi vì khi chiếc xe van của họ đang tìm cách vượt qua một con đường mà nước đang dâng lên cao. Ở ngoài ra thì thị trường của thành phố Houston cho biết là một cảnh sát viên lâu năm đã làm việc tới 35 năm trong sở cảnh sát Houston đã bị thiệt mạng vì nước lụt dâng lên vào hôm chủ nhật vừa qua khi vị cảnh sát viên này đã tìm cách ra khỏi nhà để đi làm việc hàng ngày cảnh sát và các viên chức tại Harris County cho biết là có 3.000 căn nhà đã bị nước dâng lên ngập và hiện nay cái mối nguy nhất đó là cái con đập có tên là Columbia Lex tại khu vực Brazoria County có thể vỡ bất kỳ lúc nào. Thì các viên chức tại đây bảo rằng get out now là mọi người phải ra khỏi nhà và đi ngay không có chần chờ gì cả. Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua khi mà đến Texas, ông đã cầm lá cờ của tiểu bang để biểu tượng cho cái tình cảm của ông đối với tiểu bang này và ông cho biết là lần này thì chính phủ liên bang sẽ dồn toàn bộ nỗ lực để mà giúp cho nạn nhân của cái vụ lũ lụt. Ông bảo rằng cái chiến dịch giúp đỡ này nó sẽ tốt đẹp hơn bất kỳ một chiến dịch giúp đỡ nào từ xưa tới giờ. Chúng ta thường từng biết là Katrina cũng như là bão Ike đã tàn phá khu vực các tiểu bang miền Nam của nước Mỹ. À, tuy nhiên ngay sau khi tuyên bố về cái nỗ lực giúp đỡ, thì tổng thống Trump cũng cho biết là cái giá tức là cái chi phí cho sự giúp đỡ đó, cao vô cùng. À, tổng thống Trump tham dự nhiều cuộc à, nói chuyện ngày hôm qua của các viên chức địa phương để nghe báo cáo tại chỗ. Tuy nhiên ông đã không có mặt tại Houston. À, hiện nay thì đã có 9.000 người đang à, tập trung vào trong một cái khu vực là cái Convention Center ngay tại thành phố Houston bởi vì nhà cửa của họ không còn có thể quay trở về được nữa. À, cái vấn đề là cái số người mà rời bỏ Houston à, trong những ngày sắp tới mà không quay trở lại định cư tiếp tục đó có lẽ là sẽ rất cao. Bởi vì thống kê cho biết là khi cái trận bão Katrina đánh vào khu vực Louisiana thì vào khoảng độ 42.000 người Louisiana sau đó đã định cư tại Texas ghi danh tại chỗ để sinh sống tại Houston. Nhưng mà sau đó 12.000 người họ quay trở về lại sống ở Louisiana. Nhưng mà bây giờ với số người bỏ đi tại Houston vì cái trận lụt và bão Harvey này người ta tiên đoán là phải nhiều năm nữa dân chúng Houston mới quay trở về đời sống của mình. Đêm hôm qua thì cảnh sát trưởng tại Houston đã có một cuộc họp báo. Ông cảnh báo với tất cả những kẻ nào mà có âm mưu như là thừa nước đục thả câu trong lúc bão tố và nhiều người chạy ra khỏi nhà như vậy mà tìm cách xâm nhập vào nhà người ta để mà lấy hôi của trộm uh, cướp đó thì sẽ phải đối diện với những biện pháp rất mạnh của cảnh sát. À, cảnh sát trưởng Houston yêu cảnh cáo rằng tất cả những nhóm mà có ý định như vậy phải ra khỏi thành phố Houston. Lệnh giới nghiêm đã được bắt đầu áp dụng từ đêm hôm qua tại Houston để tránh trường hợp hôi của và có thể gây ra những tình trạng bất ổn về mặt an ninh. Lệnh giới nghiêm thoạt đầu bắt đầu từ 10 giờ tới 5 giờ sáng, nhưng mà sau đó được nới ra là từ 12 giờ khuya, tới là lúc nửa đêm, tới 5 giờ sáng giờ tại địa phương. Những viên chức của thành phố phải đi làm, những người từ sở làm đi về hoặc là những người phải đi làm ca sớm đó, thì khi gặp cảnh sát họ có thể trình bày lý do và cảnh sát cho họ tiếp tục đi làm các tình nguyện viên lực lượng phản ứng nhanh và những người từ nhà đi làm đó họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái lệnh giới nghiêm này và lệnh giới nghiêm sẽ giúp đỡ ngăn ngừa tình trạng đột nhập vào nhà của những người đã bỏ đi các giới chức thành phố cho biết là đã có một số trường hợp hôi của cướp giật có vũ trang và có kẻ đã giả giang cảnh sát xuất hiện tại Houston Thưa quý vị, Ngũ Giác Đài đêm hôm qua cho biết là đã sẵn sàng huy động 30.000 quân nhân của lực lượng vệ binh quốc gia nước Mỹ để tới cứu trợ cho các nạn nhân tại Houston, Texas. Thiếu tướng James Whitman là chỉ huy cái lực lượng phản ứng nhanh của vệ binh quốc gia, nói rằng 30.000 quân nhân dưới quyền đã sẵn sàng với tất cả mọi phương tiện và chỉ còn chờ lệnh để đi vào khu vực bị lũ lụt. Trong mấy ngày vừa qua, thì vệ binh quốc gia của Hoa Kỳ đã gửi 30 chiếc trực thăng vào khu vực lũ lụt tại Houston và dự trù sẽ gửi thêm 100 chiếc trực thăng nữa. Riêng thống đốc của tiểu bang Texas là ông Greg Abbott, thì ông nói rằng ông đã huy động toàn lực vệ binh quốc gia của Texas là 12.000 quân nhân để giúp đỡ cho cái tình trạng lũ lụt này là những nạn nhân thưa quý khán giả liên quan đến tình hình tại bán đảo Triều Tiên và cái thái độ hung hăng của nhà nước cộng sản Bắc Hàn do Kim Jong Un lãnh đạo thì tổng thống Donald Trump sáng sớm ngày hôm nay ngày thứ tư ông đã gửi ra một cái tweet ông nói rằng nước Mỹ đã nói chuyện với Bắc Hàn nhiều năm lắm rồi và trong 25 năm vừa qua nước Mỹ đã bị Bắc Hàn tống tiền báo chí không hiểu cái chữ mà ông dùng extortion tống tiền mang theo ý nghĩa gì nhưng mà rõ ràng là Hoa Kỳ đã giúp đỡ rất nhiều nhân đạo với Bắc Hàn trong 25 năm vừa qua Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng bây giờ không còn có nhu cầu phải nói chuyện với Bắc Hàn nữa. À, cái tuyết của tổng thống Trump nhằm uh, trả lời cái thái độ của Cộng sản Bắc Hàn là sáng sớm ngày hôm qua ngày thứ ba, tính theo giờ địa phương từ Nhật Bản. Thì Bắc Hàn đã bắn một cái chiếc hỏa tiến uh, tên là Hoa sông uh, 12, chiếc hỏa tiễn này bắn qua không phận của Nhật Bản, bay qua khu vực Hokkaido về phía bắc và rớt ở ngoài biển. Thưa quý vị, một cái đoạn video clip của đài truyền hình cho thấy rằng dân chúng tại Hokkaido đang sinh sống bình thường thì có lệnh báo động trên toàn thành phố và họ vào những hầm trú ẩn. Sau đó thì trên loa phóng thanh uh, tiếng Nhật nhưng mà dịch ra tiếng Anh cho biết rằng uh, hỏa tiến đang bay ở cái mức tầm cao nào và bay vượt của Hokkaido rất xuống biển. Uh, Kim Jong Un chủ tịch nhà nước cộng sản Bắc Hàn thì sau đó nói rằng đích thân Kim Jong Un đã thị sát cái cuộc phóng hỏa tiến này tại một địa điểm gần thủ đô Bình Nhưỡng và cảnh cáo rằng đúng ra hỏa tiễn bay về hướng đảo Guam của nước Mỹ nhưng mà đã bay chệch hướng cho nên mới rớt vào cái khu vực của đảo Hokkaido ở à bên ngoài khơi của Hokkaido. À, chúng ta cũng biết là ngay sau khi mà tổng thống Donald Trump cái đây một khoảng 3 tuần lễ nói rằng Bắc Hàn đừng có thử với lửa và Bắc Hàn sẽ phải đối đầu với cái cơn thịnh nộ của lửa đạn thì Bắc Hàn dọa là sẽ bắn hỏa tiễn về đảo Guam tức là một lãnh thổ của Hoa Kỳ có rất nhiều căn cứ không quân và bộ binh của Hoa Kỳ quan trọng đồn trú tại đảo Guam. Bộ trưởng Tư pháp của nước Mỹ là ông Jeff Sessions ngày hôm qua đã nói chuyện ngay tại thành phố um, từ bang Wisconsin. Uh, ông nói với uh, một cái hội nghị uh, liên quan đến vấn đề sử dụng uh, ma túy và đặc biệt là uh, tổ chức này có tên là National Alliance for Drug and Danger Children. Ông nói rằng um, tệ nạn lạm dụng ma túy thì nước Mỹ bây giờ là kẻ thù số một và gây ra cái chết nhiều nhất cho dân Mỹ. Theo giới thống kê cho biết là năm 2016 vừa qua đã có 62.000 người Mỹ chết là bởi vì sử dụng quá liều lượng ma túy và đây là con số lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ về nạn nhân chết về ma túy. Theo cái vị trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch của nước Mỹ thì cho biết là thống kê mới nhất nói rằng à, cái số tuổi từ 15 cho tới 19 tuổi đó, mà chết vì ma túy đã lên cao vào khoảng 15% ở những người nam giới và 35% đối với nữ giới ở lứa tuổi từ 15 tới 19 và đây là một con số báo động. Bộ trưởng um, Tư pháp Jeff Sessions nói rằng một số những người trong viên chức của chính phủ, một số những cơ quan truyền thông và một số những người là người là trong kỹ nghệ phim ảnh của Hollywood nước Mỹ đó trong lúc đóng phim, trong lúc nói chuyện, trong lúc từng thuật tin tức đã gửi ra một cái um, thông điệp gọi là sai lầm về cái sự nguy hiểm đối với tệ uh, trạng sử dụng ma túy ông bảo đây là một cái điều không thể chấp nhận được và trong những ngày sắp tới thì chính phủ Mỹ sẽ phải gói biện pháp gắt gao để mà trước hết là giảm thiểu và sau đó là chặn đứng cái tệ nạn mà thanh thiếu niên sử dụng ma túy tại Hoa Kỳ bắt đầu từ sáng ngày hôm nay tại một cái thị trấn có tên là Ann Arbor ở tiểu bang Michigan thì dân chúng nếu mà người nào order người người nào mà gọi điện thoại để mà đặt để mua pizza giao tận nhà đó thì họ sẽ ngạc nhiên lắm bởi vì họ sẽ thấy những loại xe Ford không có người lái đến giao pizza tận nhà. Đây là một chương trình thử nghiệm của công ty Ford, tập đoàn xe hơi lớn nhất của nước Mỹ, phối hợp với cái hệ thống bán pizza tên là Domino và họ dự trù là giao pizza bằng xe hơi không có người lái. Họ xem xem chương trình này thành công ra sao. Nếu mà chương trình thành công thì họ sẽ bắt đầu gọi là áp dụng cái chương trình này ở nhiều tiểu bang khác của nước Mỹ. Uh, for đưa ra một cái bản thống kê nói rằng cái việc mà giao pizza bằng xe hơi mà không có người lái trong vòng 5 năm sắp tới đây đó có thể tiết kiệm một cái số tiền nhiều tỷ Mỹ kim uh, cho vấn đề nhân lực uh, cũng như là cho cái người mua hàng bởi vì không có lý do gì phải cho tiếp chiếc xe hơi mà không có người lái cả. Và tin cuối cùng liên quan đến hai phụ nữ Mà chúng tôi đặt cái tựa tin là đàn bà dễ có mấy tay à, Cảnh sát tại một cái thị trấn có tên là Poconos Ở tiểu bang Pennsylvania Hiện nay đang truy lùng hai người phụ nữ Ngày hôm qua đã vào cướp một cái ngân hàng Citibank Ở một cái thành phố có tên là Tannersville Ở bên Pennsylvania Hai người phụ nữ này là táo tợn tới mức độ Mặc từ đầu thế chân là hai bà sơ công giáo rồi nón đen cũng có cổ trắng mặc áo đen trùm nhưng mà bên trong là dấu súng. Vào Citibank móc súng lên và chưa kịp gì cả thì hệ thống báo động hú lên cho nên họ bỏ họ chạy. Họ không lấy được cái gì cả. Nhưng mà cảnh sát đang truy tùng, truy lùng hai người này. Nếu quý vị lên trên màn hình truyền hình thì có thể thấy được một đoạn video clip ngắn mà quay được từ cái ngân, ngân hàng Citibank đó. Hai người phụ nữ không biết mặt mũi ra sao mà táo tợn đến mức độ như vậy. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai.